Nam Nguyễn, xin chào tất cả các bạn độc giả yêu truyện thân mến. Hôm nay, mình xin gửi tới các bạn phần 1 của bộ truyện Hấp Lực Thần Công của tác giả Vô Danh. Chương 1: Những kẻ ẩn mình. Đêm hôm đó thật tối đen, trăng sao bị mây che phủ. Ánh đèn trong phố đã tắt hết, xung quanh tĩnh mịch đến rợn người. Bỗng trên đường có một người đàn bà mang bầu khập khiễng, loạng choạng dáng chạy về phía trước. Cái bụng của bà ta to lớn nặng nề, làm cho bà chạy càng khó khăn, lảo đảo như sắp té, mất thăng bằng, sàng qua bên này lảng qua bên kia. Đầu tóc bà rối tung ướt xịn vào nhau, sợi ngắn sợi dài xõa lòng thòng che cả khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. Quần áo tả tơi, rách nát. Lâu lâu bà ta lại nhăn mặt khẽ rên lên một tiếng như đau đớn lắm, vì hình như đứa nhỏ trong bụng bị động, hoảng sợ đạp tứ tung. Nhưng người đàn bà chỉ rên chứ không dám dừng chân. Sau lưng người đàn bà đó, xa xa, có một đám người cầm đuốc sáng rực, gậy gộc dơ lên tua tủa, la hét vang động một góc phố. Họ chạy rầm rầm, càng lúc càng tiến gần người đàn bà mang bầu hơn, miệng la lối. Ăn trộm, hãy bắt lấy tên trộm gà, đừng để nó chạy thoát. Chẳng mấy chốc, họ rượt gần tới, chỉ còn 2-3 bước nhảy nữa là tóm cổ được người đàn bà mang thai mà họ gọi là ăn trộm kia. Bất chợt một cơn gió mạnh thổi ào ào đến, thổi tắt hết tất cả ngọn đuốc trên tay họ, bụi cát bay mù mịt. Bọn người rượt đuổi hoảng sợ, vội vàng giơ tay che lấy đầu lấy mặt, tránh né làn bụi bay kia. Họ vì lo cho bản thân nên không còn mắt đâu để chú ý tới người đàn bà mang thai kia. Bà ta cứ nhắm mắt nhắm mũi chạy về phía trước, không cần biết phía trước có những gì đang chờ đón. Cơn gió chưa kịp dứt thì một cơn gió khác lại nổi lên. Cứ như thế 3-4 cơn gió bay qua đầu họ liên tục. Gió ngừng thổi thì họ lại nghe có tiếng người la hét, tiếng áo bay phừng phực, tiếng kim khí chạm nhau vang lên choang choang từng hồi. Rõ ràng là tiếng người đang đánh nhau. Bọn người rượt đuổi tò mò nheo mắt nhìn về hướng có tiếng la hét. Họ không thấy gì rõ ràng, vì đêm quá tối. Lâu lâu chỉ thấy giữa màn đêm đen có một luồng sáng lóe lên. Bỗng có tiếng người hét lên the thé. Phía đông có người, hãy chặn họ lại. Rồi từ trong màn đêm vọt ra một bóng người đen đen, không rõ mặt mày bay ra, đứng chắn ngay trước đám người rượt đuổi. Người đó với tay ra sau lưng rút một khúc bạc sáng chóe, kéo dài hai đầu ra thành một cây gậy bạc dài quá đầu người. Người đàn ông giơ cao khúc gậy bạc, xoay tít như trong chóng quay. Một luồng sáng rực hình tròn tỏa ra trước mặt, che kín bọn dân đen kia vào một góc. Người đang múa gậy bạc đứng xoay lưng về phía họ, mặt hướng vào màn đêm đen kịt. Đám dân đen trố mắt ngạc nhiên không biết người đó sẽ làm gì với họ. Nhưng tuyệt nhiên người đó cứ đứng xoay tít cây gậy bạc tạo thành hình tròn tỏa ánh bạc sáng ngời bao trùm lấy họ. Chiếc gậy màu bạc cứ quay vù vù trong tay người kia, chói lòa lên, nhìn muốn đau hai con mắt. Đám dân lại bỡ ngỡ sợ hãi. Không biết chuyện gì đang xảy ra cứ lùi bước dần tới chân tường ép vào một góc. Một tiếng hét the thé vang lên. Mạnh tay lên nào. Tức thì người kia ra sức quay chiếc gậy nhanh hơn, tiếng vù vù kêu to hơn, ánh bạc tỏa ra sáng hơn, chiếu rõ một đám 3 người khác đang đánh nhau gần đó. Một người mặc áo dài luộm thuộm như rẻ rách, áo có mũ dính liền trùm qua đầu không thấy rõ mặt mũi, chỉ thấy khuôn mặt là một cái bóng đen đen. Người đó múa may ống tay áo tơi tả, rộng thùng thình, xuất trưởng lẹ không thể tưởng, phát ra tiếng phừng phực vù vù, đang cố gắng chống trả lại những đòn chí mạng phát ra từ hai cao thủ trước mặt. Nhưng hai cao thủ đang tấn công hắn cũng không chậm chạp gì. Người phía bên tay trái vung một thứ vũ khí có hình dáng giống thanh kiếm, màu đen đen chứ không lóe sáng lên như màu thép, phạt ngang vào bụng người mặc áo quần luộm thuộm kia một nhát. Tên đồng bọn phía bên tay phải cũng đồng thời vung hữu thủ đánh thẳng vào ngực của người ăn mặc luộm thuộm. Tuy bị hai người tấn công một lượt, người mặc áo luộm thuộm không hề nao núng, vung một tay ống tay áo hất thanh kiếm đi lệch hướng, còn tay kia mở ra, năm ngón cong lại như móc câu chụp vào hữu thủ của người bên phải. Cao thủ phía bên tay phải thấy vậy vội rút hữu về thật lanh lẹ, tránh né cú chụp, nhưng chỉ mới nửa chừng thì lại tống ra tiếp, nhưng lần này nhắm thẳng vào mặt, chứ không đánh vào ngực nữa. Người áo luộm thuộm vội đưa tay lên đón đỡ hữu thủ, ngờ đâu tà thủ của cao thủ bên phải tiếp nối cú đánh vừa rồi đập vào ngực.
hai tay đánh vào hai vị trí khác nhau, người mặc quần áo luộm thuộm chỉ còn một tay đỡ gạt với người đứng bên phải thì làm sao có đủ thời giờ rút tay về đỡ trước ngực. Còn nếu giơ tay kia đỡ thì sẽ bị thanh kiếm của cao thủ bên trái chém trúng. Do đó, hắn nhận luôn một cú thoi sơn ngay chính tâm. Nhưng lạ thay, tên cao thủ bên phải cảm thấy như đụng phải một túi bông mềm mại. Tuy hắn đánh một cú thật mạnh trúng đích, nhưng người mặc quần áo luộm thuộm như rẻ rách kia không lùi lại một bước, và cũng không có gì lộ vẻ đau đớn cả. Cao thủ bên phải vội vàng thu quyền về, vận nội công lấy sức đẩy ra hai trường đánh thẳng vào người mặc quần áo luộm thuộm. Đất đá, cát bụi bay lên tứ tung, không còn thấy đâu là địch đâu là người phe mình. Bỗng đâu cái tiếng the thé lúc đầu lại vang lên. Đồ vô dụng. Rồi có một tiếng rít như côn trùng vang lên. Giết! Tức thì tiếng gió ào ào lại vang lên dữ dội, đất đá bị bay tứ tung vì hai trường của tên cao thủ đứng bên phải, chưa kịp rơi xuống đã bay lên xoay tít, làm xung quanh trở nên tối tăm mịt mù như lúc nãy. Ánh sáng tỏa ra từ cây gậy bạc đang không còn đủ sáng chiếu xuyên qua đám bụi đất đá kia gì. Tiếng the thé lại vang lên. Chết! Tránh mau! Người đó chưa kịp nói hết câu thì một vệt sáng xanh lè xẹt lên giữa màn đêm, tiếp đó một tiếng nổ bùng vang lên. Tiếng nổ vang rền trong đêm, một hồi lâu mới dứt. Xung quanh trở nên im lặng lạ thường, bụi cát vẫn còn mù mịt. Ánh sáng từ cây gậy bạc không còn tỏa ra nữa. Chiếc gậy rớt ngay trên đất, người chủ của nó đang lồm cồm dáng đứng dậy, nhưng cũng khuỵu ngã xuống, nằm bẹp trên mặt đất. Đằng sau là đám dân đen nằm sóng xoài một đống, không người nào nhúc nhích. Thì ra con người mặc quần áo luộm thuộm kia không đánh trả lại hai người đang tấn công hắn, mà vận khí bao bọc lấy thân, rồi tung trường nhắm vào người đang múa gậy tỏa ánh sáng bạc kia. Người múa gậy bạc bao bọc đám dân đen, trong lúc bất ngờ không kịp đề phòng, bị đánh trúng, tuy không bị chết nhưng có vẻ đã bị thương. Còn đám dân đen thì không có chút võ công, chẳng tài nào chống nổi, nên ngã chết chồng lên nhau thành một đống. Mặt người nào cũng bị nhăn nhúm lại như là bị già đi cả chục tuổi. Quần áo tả tơi như ăn mày. Giữa lúc đó thì cái bóng luộm thuộm kia bay vọt lên không, phi thân phóng đi. Nhưng có một làn vàng vàng ngoằn ngoèo như con rắn lửa bám theo, cuộn vào chân hắn kéo xuống. Rõ ràng là chân hắn bị làn vàng đó cuốn vào kéo xuống được một khoảng, nhưng người đó không tiếp tục rớt xuống mà lại bay lên, vọt đi, để lại một miếng vải phất phơ như chiếc lá vàng rơi giữa bầu trời đen. Từ đâu một ánh chớp lóe lên, nhắm cái bóng đen luộm thuộm đó xẹt tới. Tia sáng nhắm trúng giữa tim cái bóng, xuyên qua người rồi biến mất, nhưng cái bóng vẫn bay lên cao vọt đi như không hề bị gì. Đám cao thủ dưới đất vội vàng vọt lên cao tính đuổi theo. Nhưng người họ còn lơ lửng trên không thì cái bóng đã bay đi mất hút, không thấy tăm hơi đâu. Quả thật khinh công của cái bóng luộm thuộm kia quá cao, họ biết chắc mình không tài nào rượt đuổi kịp, nên từ từ đáp người xuống đất. Lúc này cát bụi không còn mù mịt nữa. Ánh trăng bạc từ từ chui ra từ đám mây đen, soi lờ mờ trên mặt đất. Trong bóng tối bước ra bốn người đi về hướng người múa gậy đang nằm thở thoi thóp. Đi đầu là một bà già khoảng 60. Sau lưng bà là ba người đàn ông tuổi độ gần 30. Người đàn ông thứ nhất có khuôn mặt trắng xanh trong bóng tối nhìn chẳng khác gì như một xác chết biết đi. Nhờ ánh trăng soi lờ mờ, khuôn mặt người đàn ông thứ hai có màu vàng vàng như bị bệnh lâu ngày mới dậy. Cuối cùng là người đàn ông thứ ba thì chẳng thấy mặt mũi đâu. Nhìn kỹ lắm mới biết hắn có nước da đen đen, hòa lẫn vào màu đen của bóng đêm. Ánh trăng lại yếu ớt, chỉ chiếu lờ mờ, cho nên người thứ ba nhìn chẳng khác nào là một cái bóng ma quỷ lúc ẩn lúc hiện. Bà già cúi xuống xem xét người cầm gậy một hồi, rồi vỗ mạnh vào lưng hắn nói. Ngân Thiết, ngươi đừng giở trò lười nữa. Đứng dậy đi. Rồi bà ta đứng lên chỉ vào đám người nằm ngổn ngang kia nói. Ta nhờ ngươi bảo vệ cho chúng mà ngươi cũng làm không xong. Người mặt vàng đứng đằng sau cười hì hì nói. Hắn cảm thấy vô dụng nên mới giả bộ thương nặng để khỏi bị của trách. Người đang nằm dưới đất được gọi là Ngân Thiết vụt đứng dậy, không có gì ra vẻ bị thương cả, hét lên. Ta bị hắn đánh trúng một trường đau muốn mất cả hồn đây này. Thái thèm giả vờ.
cả ba người đứng đằng sau bà già lại cười ồ lên, ra vẻ giễu cợt. Bà già hừ lên một tiếng, nghiêm mặt nói. Cả lũ đều vô dụng. Đi thôi. Không cần đám đàn ông kia trả lời, ba già quay gót đi liền. Bốn người đàn ông cũng nối gót theo sau. Họ nối đuôi nhau thành hình chữ nhất từ từ lặng lẽ bước đi. Cách đây không lâu họ đánh nhau, bay ào ào như gió. Nhưng bây giờ thì họ lại dùng hai chân bước đi mệt nhọc nặng nề như người bình thường, không có vẻ gì là có võ nghệ hay biết khinh công gì cả. Họ đi được một quãng khá xa, bỗng nghe có tiếng trẻ con khóc oe oe đứt quãng vang vọng tới. Cả đám đều dừng lại, dòng tai chú ý lắng nghe. Tiếng trẻ thơ phát ra từ cục trường lúc nãy. Bà già đăm chiêu suy nghĩ một hồi, rồi thoăn thoắt bước về phía phát ra tiếng oe oe của trẻ con. Dáng điệu của bà ta lúc này không có vẻ gì là già nua cả, lanh lẹ vô cùng. Bốn người đàn ông kia cũng vội bám theo sát gót. Họ tìm kiếm một hồi thì bắt gặp một đứa trẻ mới sinh, bụng còn cuốn rún đang nằm khóc tím cả người. Bên cạnh đứa nhỏ là xác của người mẹ đã chết từ lâu. Chỗ người đàn bà nằm cách đám dân đen nằm chết không xa lắm. Lão bà trong đám người mặt mày lạ lùng kia chợt nheo mày, nhăn mặt như suy nghĩ mông lung. Người đàn ông mặt vàng bước nhanh lên phía trước đến xem mặt đứa trẻ. Chưa kịp cúi xuống ngó cho kỹ, chàng ta đã giật lùi quay trở lại. Vừa đi người đó vừa nói. Trên đời ta đã gặp nhiều kẻ xấu, nhưng ta chưa gặp người nào xấu xí như đứa trẻ này. Những người còn lại nghe thế, tính tò mò lại nổi lên, vội rảo bước đến xem. Quả thật đứa bé mới sinh ra nhăn nheo đỏ hòn, lại còn có một vệt bớt màu đen thật lớn vắt xéo giữa mặt, môi cong vếu, mũi hếch như heo, xấu xí không thể tưởng nổi. Thường thường con nít mới sinh ra tất phải dễ thương xinh xắn, nhưng đứa trẻ này thì có lẽ ngược lại. Nó xấu đến nổi người đàn ông mặt vàng thoạt trông thấy đã muốn nôn ọe. Mắt đứa nhỏ cứ nhắm tít lại, miệng há thật to, gào lên từng chập. Tiếng khóc của đứa bé sang sảng vang rất to và xa. Bởi vì tiếng khóc nó quá to, cho nên tuy đã đi được một đoạn đường thật dài, mà họ vẫn còn nghe thấy mà quay trở lại đây. Một người trong bọn có khuôn mặt đen, liếc mắt nhìn đứa bé một cái rồi nói. Chúng ta đừng nên nhiều chuyện, cứ để nó lại đây. Chắc chắn khi trời sáng sẽ có người phát hiện và mang nó về nuôi. Bộ dạng như nó chỉ tốt cho cái việc làm công, hoặc làm trò cười cho người ta mà thôi. Người múa gậy bạc ngân thiết đứng kế bên nói. Hừ, lỡ họ cũng chê nó xấu quá không dám mang về nuôi thì sao? Đến lúc đó, đứa trẻ mới chào đời này cũng phải từ giã đời ngay lập tức. Người mặt đen đáp lại. Ta đã nói rồi, nó tuy có mặt xấu xí, nhưng vẫn được việc. Nhỏ thì sai vặt, khi lớn lên thì có thể đi làm công hầu hạ kẻ khác. Trong 100 người cũng phải có một người tốt bụng xách nó về nuôi chứ. Người mặt vàng lúc này cũng lên tiếng xen vào cuộc bàn luận. Nó xấu như vậy, ai dám nhìn mặt nó? Còn lâu họ mới mượn, mà họ có thể trêu chọc nó nữa là khác. Sống mà suốt đời bị trêu chọc thì thà để nó từ giã cõi trần ô trọc này càng sớm càng tốt. Từ lúc bốn người đàn ông bàn luận về đứa trẻ, bà lão chưa lên tiếng. Bà ta vẫn đăm chiêu suy nghĩ rất lâu, cân nhắc thật kỹ lưỡng. Cuối cùng bà cất cái giọng nói cộc lốc như ra lệnh. Mang nó về. Cả bốn người đàn ông đồng giật mình, quay mặt nhìn bà chân chối. Cái gì? Đem nó về à? Bà không nói đùa chứ? Bà lão vẫn lặp lại câu nói lúc nãy. Mang nó về. Bốn chàng trai trợn mắt ngạc nhiên, lưỡng lự một hồi rồi đưa mắt nhìn nhau như muốn đẩy đưa cái công việc đó cho người khác. Họ cứ đứng nhìn nhau nhưng không ai chịu nhúc nhích tiến đến bế đứa nhỏ lên. Bà lão thấy vậy chỉ người mặt đen nói. Người bế đứa nhỏ. Rồi bà quay sang ba người còn lại nói. Các ngươi đi lục soát trong người mẹ nó, xem có kỷ vật gì để lại cho nó được không? Người mặt vàng nhăn nhó hỏi. Sao, chúng tôi phải đi lục soát một xác chết à? Bà lão hừ lên một tiếng không nói gì. Ba người đàn ông không dám nói thêm, tiêu nghỉu đi lại phía xác người đàn bà xem xét lục lọi. Người mặt đen thập thò sợ hãi bước lại gần đứa nhỏ, phân vân không biết bế đứa bé lên bằng cách nào.
đứa trẻ vừa mới lọt lòng, máu me dính đầy người, cuốn rún chưa cắt dài lòng thòng, đã vậy toàn thân nó còn bị cát bụi bám vào nhìn thật ghê gớm. Chàng mặt đen không muốn đụng ngón tay của mình vào, nên cứ quay qua quay lại mà không biết làm sao. Bà lão rút trong bọc ra một miếng vải, thảy tới cho người mặt đen. Dùng miếng vải bọc đứa nhỏ lại. Người mặt đen chụp lấy miếng vải, trùm lên người đứa nhỏ, rồi túm lại như một cái bọc hành lý. Chàng ta không dám ôm cái bọc có đứa nhỏ vào mình, mà xách lên như mấy cô mấy bà xách giỏ đi chợ. Đứa nhỏ thấy có người động tới nó thì không khóc nữa, nhưng chỉ được một hồi thì nó lại gào lên dữ dội. Người mặt đen bực mình quát tháo. Có im không nào, khóc nữa ta đá cho một phát bây giờ. Đứa nhỏ vẫn cứ khóc, người đàn ông mặt đen tức mình vội co chân lên tính đá vào bọc vải trên tay. Bà lão đứng kế đó thấy vậy quát lên. Nó đói nó khóc, người đùng đưa tay ru nó ngủ đi. Người mặt đen liền làm theo lời bà ta nói, khẽ đung đưa cánh tay. Đứa nhỏ thấy động lại im, nhưng chỉ được một hồi rồi lại khóc giống lên như cũ. Người mặt đen tức khí, không thèm đung đưa nhẹ nhẹ nữa, mà hất tay vung cái bọc có đứa nhỏ thật cao như muốn quăng nó đi, hết đằng trước tới lại ngược ra sau lưng. Quả nhiên đứa nhỏ nín ngay không khóc nữa. Về phần ba người đàn ông kia lục lọi xác người mẹ đứa nhỏ không thấy gì, họ quay lại lắc đầu nói như than thở. Người đàn bà này nghèo quá, trong mình không có gì. Cả cái áo cũng rách nát tả tơi, chẳng đáng làm vật kỷ niệm. Và lại, không nên để bà ta chết mà không một mảnh vải che thân. Bỗng người sử dụng gậy bạc ngân thiết reo lên. À, có mấy khúc xương gà trong túi bà ta. Bà lão nện cây trường xuống đất nói. Vậy cũng được, đi thôi, trời sắp sáng rồi. Thế là đám đàn ông nhón lấy mấy khúc xương gà gói lại, rồi nối bước đi theo bà lão. Người mặt đen tay xách đứa nhỏ, đi sau cùng. Hắn cứ phải tung cái bọc lên cao để làm cho đứa nhỏ nín khóc. Nhưng hắn đâu có thể làm như thế mãi, một hồi rồi hắn cũng mệt, mà mỗi lần hắn dừng tay nghỉ mệt thì đứa bé lại khóc oe oe, làm hắn nhức đầu điếc tai. Vừa mệt vừa tức, người mặt đen cào nhào. Tại sao phải đeo cái quần nợ này chứ? Người múa gậy bạc hùa theo. Đúng rồi, bà tại sao chúng ta không sử dụng khinh công mà lại phải đi bộ cho mỏi chân, tốn thời giờ nữa? Bà lão đi đàng trước không quay đầu lại, từ tốn nói. Người muốn làm gì thì làm, đâu có ai cản ngươi. Nghe thế, người múa gậy bạc vội tung người bay lên, nhưng mới được nửa chừng, chân hắn bị người mặt xanh kéo giật xuống, ngã lăn quay ra giữa mặt đất. Người mặt đen đi sau đang tung hứng đứa bé, suýt nữa bị người múa gậy bạc rớt té cản đường làm vấp ngã. Hắn bực mình la lên. Ê, người té cũng phải coi chỗ để té chứ. Muốn giết người ta hay sao? Tên múa gậy bạc ngân thiết bị kéo ngã, lại bị kẻ khác chửi bới nữa. Hắn tức giận chồm dậy, chạy tới túm cổ người mặt xanh, hét lên. Người muốn gì hả? Người muốn giết ta sao? Tại sao lại túm cổ chân cho ta ngã lăn ra như vậy? Trong đám, người mặt xanh là có vẻ im lặng nghiêm nghị hơn những người kia. Từ nãy đến giờ hắn chưa lên tiếng, dù một câu cãi lộn hay hùa đồng với những người kia cũng không có. Bây giờ hắn lại ra tay kéo đồng bọn xuống, không cho hắn trổ tài khinh công để được đi về nhanh chóng, dĩ nhiên là hắn phải có mục đích gì đó. Nghe thấy tên đồng bạn vặn hỏi, đe dọa, hắn cũng không đáp, chỉ đưa tay gỡ tay của người múa gậy bạc khỏi cổ áo của mình. Tên múa gậy bạc tức mình hơn nữa, nhào vào tính đánh cho người mặt xanh một trận. Bỗng bà lão đi đầu hét lên. Nếu ngươi muốn yên thân thì đừng có làm vậy. Lúc này người mặt xanh mới lên tiếng, ôn tồn bảo người múa gậy bạc. Trời sắp sáng, ngươi không nên dùng khinh công gây sự chú ý cho người khác. Người múa gậy bạc ngẩng mặt nhìn lên, thấy trời cũng đang lờ mờ sáng giống như lời người mặt xanh nói. Hắn không còn hùng hổ nữa, lủi thủi đi theo đồng bọn về nhà. Họ cứ đi như thế tới khi trời sáng hẳn thì về đến một gian nhà tranh ba gian cất theo kiểu nông dân quê mùa, nằm bên bìa rừng, xung quanh hoang vắng ít người qua lại. Trước nhà có một cái giếng nước, một bên hông nhà có chuồng gia súc, nào gà nào vịt nào heo và còn có vài con bò đang đứng thong thả gặm cỏ, còn bên kia là một khu vườn trồng đủ loại rau cỏ.
Căn nhà tuy không lớn lắm, nhưng cũng rộng rãi, đơn sơ và sạch sẽ. Bốn người đi trước bước thẳng vào trong nhà. Riêng người mặt đen đi sau cùng, dừng lại ngay giếng nước. Hắn thả cái bọc có đứa nhỏ xuống đất phịch một cái. Đứa nhỏ đang ngủ chợt giật mình thức dậy khóc ré lên làm rung động cả không gian vắng lặng xung quanh căn nhà. Ba người đàn ông kia cũng phải giật mình, vội vàng quay người lại chạy ra xem có chuyện gì. Họ chạy tới lớn tiếng mắng nhiếc người mặt đen. Ngươi làm cái gì thế, sao không đem nó vào nhà, mà thả nó ở đây? Người mặt đen vẫn bình thản, kéo nước lên, vốc nước hất vào mặt mấy cái rồi quay sang nói. Ta muốn rửa mặt cho tỉnh táo, như vậy cũng không được sao. Ba người các ngươi chỉ xách mấy còng xương gà, còn ta phải xách đứa nhỏ, dĩ nhiên là mệt hơn các ngươi nhiều rồi. Đột nhiên, người mặt xanh xách đứa nhỏ lên nhúng vào thùng nước kế bên giếng. Đứa bé bị nhúng xuống nước không khóc được, chỉ ọc ọc mấy cái, đến khi người mặt xanh lôi ra thì nó lại ré lên to hơn trước. Cứ thế người áo xanh nhúng đứa nhỏ mới xanh vào nước mấy lượt như là tắm rửa sạch sẽ cho nó. Sau đó chàng ta lại cởi áo mình ra bọc nó lại cho khỏi lạnh. Đứa nhỏ vẫn gào vẫn khóc càng ngày càng to, làm những người đứng xung quanh nhăn mặt nhăn mày khó chịu. Ba người còn lại thấy người mặt xanh nhúng đứa bé vào nước tưởng rằng chàng ta tính cho nó về bồng lai tiên cảnh thì có vẻ thích thú lắm. Ai dè người mặt xanh cứ nhúng vào lại lôi ra, đứa trẻ vẫn còn sống, khóc gào còn to hơn lúc trước, đã vậy hắn còn lấy áo bọc đứa trẻ lại. Ba người đồng bạn xì lên một tiếng, bực mình không thèm đứng ngó coi nữa, rảo bước đi vào trong nhà mặc kệ người mặt xanh muốn làm gì thì làm. Chàng mặt xanh không để ý tới thái độ của đồng bọn, xách đứa nhỏ tới gần con bò cái, kê miệng nó vào vú bò, cho nó uống sữa. Đứa bé thấy có đồ ăn vào miệng thì mút liên tù tì, phát ra những tiếng chụt chụt không ngớt. Đứa nhỏ ăn no, lại nhắm mắt thiêu thiêu ngủ, nhưng miệng vẫn còn mút sữa bò. Một chập thì tiếng mút của nó chậm hẳn lại, người mặt xanh liền rút ra, bồng nó vào nhà đặt lên một chiếc giường trong một căn phòng tối đen, không cửa sổ. Ngoài trừ một ánh sáng nhỏ xíu như đầu còng tóc nơi nóc nhà, còn những chỗ còn lại đều bị che kín, bịt hết. Cả cánh cửa ra vào phòng cũng bị che mấy lớp bên ngoài, không cho ánh sáng chiếu vào. Người mặt xanh đặt đứa nhỏ trong đó cho nó ngủ, rồi lặng lẽ đi ra ngoài sảnh đường hội họp cùng mọi người trong nhà. Lão bà đang ngồi oai nghiêm trên một chiếc ghế bành bằng gỗ có chạm chỗ tỉ mỉ, tay trái cầm cây trượng đầu rồng. Tay phải của bà ta chống cằm, ra chiều suy nghĩ một việc gì khó khăn lắm. Còn ba người đàn ông kia thì đang nằm sóng sượt trên sàn nhà kế đó ngủ khò khò như ba tên hành khất ngủ lê la ngoài đường. Bà lão thấy người mặt xanh bước ra thì liền đưa mắt hỏi. Nó ngủ rồi sao? Người mặt xanh gật đầu. Thưa bà, nó ngủ rồi. Bà lão ngồi gật gù, không đáp. Lưng bà ta trông có vẻ gù hơn, già hơn và mệt mỏi hơn. Người mặt xanh nheo mày, lo lắng, khẽ hỏi. Bà không sao chứ? Bà lão nhếch miệng cười méo mó, đáp. Ta không sao. Rồi bà lại nhướng cặp lông mày hỏi lại. Người thấy dáng điệu đám người bị chết kia rồi chứ? Người mặt xanh đứng suy nghĩ nhớ lại cảnh đánh nhau lúc đêm qua một lúc, rồi chợt gật đầu nói. Họ có vẻ đau đớn lắm, mặt người nào cũng nhăn nhó có vẻ sợ hãi. Bà lão lại gật gù nói. Đúng, sinh lực của họ đã bị hút hết. Người mặt xanh lại giật mình, đưa mắt ngó lão bà chân chân. Hắn nghĩ tới một điều gì đó, nhưng không dám mở miệng nói ra. Hắn ngó lão bà một lúc lâu, rồi lại đưa mắt nhìn đồng bọn đang nằm vắt ngang ngửa trên mặt đất. Bình thường họ là những người có võ nghệ, mạnh khỏe vô cùng. Nhưng tại sao chỉ qua một đêm đánh nhau, họ lại mệt phờ ngủ say như chết? Họ bị kiệt sức hay sao? Còn hắn có bị kiệt sức hay không? Và bà thì sao? Người mặt xanh vội hít vào một hơi khí thật đầy lồng ngực, tụ khí ngưng thần xem xét mình có bị thương hay bị gì không. Mọi huyệt đạo đều bình thường, không có chỗ nào có vẻ khó chịu hay đau đớn gì hết. Người mặt xanh lại đưa mắt nhìn lão bà như dò xét. Lão bà vẫn cứ gật gù đều đều như bị động kinh. Người mặt xanh cứ đứng ngây ra ngó,
không biết phải nên nói làm sao, hoặc nên làm gì. Hắn vốn là con người ít lời, nói năng vụng về. Gặp tình huống như thế này hắn càng không biết nói gì được, nên hắn chỉ đứng nhìn. Một hồi lâu, lão bà từ từ ngẩng đầu lên nói. Ta đã quá già rồi. Lời nói của bà lão có vẻ bi ai, than thở, nhưng cũng có vẻ tự an ủi lấy mình. Cuộc chiến đấu tối hôm qua không giành được thắng lợi có lẽ vì lý do bà đã già, không đủ sức đánh lại cái bóng ấy. Rồi bà lại thở dài, đưa mắt nhìn người mặt xanh nói. Thanh diện nhân, bây giờ ta chỉ còn trông cậy vào ngươi. Người mặt xanh có biệt hiệu là thanh diện nhân, tên Thạch Quân vội lắc đầu lên tiếng đáp. Bà tôi chỉ sợ làm bà thất vọng. Lão bà lắc đầu nói. Chỉ cần ngươi từ đây cố gắng hết sức mình là được. Không đợi cho thanh diện nhân ứng đáp, lão bà tiếp luôn. Tạm thời chúng ta chưa bị phát hiện ra, nhưng ngày mai hay ngày mốt lão già đó cũng sẽ tìm đến đây. Tới lúc đó thì năm người chúng ta không thể nào chống lại được. Thanh diện nhân Thạch Quân bặm môi suy nghĩ. Tuy lão bà không nói ra, nhưng hắn cũng đoán được là bà ta muốn cả bọn lần trốn tránh mặt một lần nữa. Còn bản thân hắn thì không muốn trốn chút nào. Hắn đã chán ngán cái cảnh sống lo sợ có người săn đuổi, tìm đến giết. Chính hắn và ba người kia đã cố gắng rèn luyện võ nghệ bao nhiêu năm cũng chỉ vì muốn có được một ngày sống thảnh thơi, an nhàn, tự do và không phải bận tâm lo lắng gì cả. Tối hôm qua nếu đánh thắng được cái bóng ma tà tơi kia thì có lẽ bọn họ không bị phát giác ra. Nhưng họ lại để cái bóng đó thoát đi, chắc chắn nó sẽ về báo cho ông chủ biết nơi hạ lạc của bọn họ. Nhìn thấy khuôn mặt đăm chiêu của thanh diện nhân Thạch Quân, lão bà đoán biết được phần nào ý nghĩ của hắn. Bà ta liền nói. Bây giờ tuy ta không thắng, nhưng sau này nếu cố gắng luyện thêm thì có lẽ sẽ thắng. Chúng ta không thể sống chui rúc, lo sợ mãi như thế này được. Thạch Quân liền ngẩng đầu lên nhìn bà lão hỏi. Chúng tôi còn phải luyện tới đâu mới thắng được lão già ấy? Lão bà thở dài nói. Tới lúc tâm trí đều hợp nhất. Thạch Quân lại ngẩn người suy nghĩ. Hắn nghĩ là mình đã luyện thành thạo lắm rồi. Ngọn kiếm của hắn phóng ra tối hôm qua rõ ràng là xuyên qua ngực cái bóng đen kia, không sai một ly, nhưng cái bóng vẫn thoát đi như thường. Hắn thắc mắc tự hỏi không biết phải luyện làm sao mới là tâm trí hợp nhất. Tâm trí của ai? Hắn lại liếc mắt nhìn ba người sư huynh đệ. Có phải bà muốn nói bốn người phải luyện đến mức tâm đầu ý hợp mới có thể đánh thắng kẻ đang săn đuổi chúng? Lão bà nhìn những vết nhăn xuất hiện trên trán thanh diện nhân thì đoán biết hắn đang suy nghĩ mông lung lắm. Bà ta liền an ủi. Người hãy đi ngủ đi, để đêm nay có sức mà lên đường. Thanh diện nhân Thạch Quân ngước mắt lên nhìn lão bà hỏi. Còn đứa bé thì sao? Chúng ta đi trốn, tôi nghĩ mang theo đứa nhỏ là một gánh nặng. Lão bà lại trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi đáp. Nó ăn no còn khóc không? Thanh diện nhân lắc đầu. Ăn no rồi nó lại ngủ như chết. Lão bà lại gật gù nói. Như vậy thì nó không phải là gánh nặng. Lão bà chưa nói dứt câu thì bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Mây đen giăng đầy, giống như trời sắp có giông bão. Chỉ cách mấy giây trước bầu trời còn quang đãng nắng chói chang, tự nhiên lại tối sầm một cách nhanh chóng như vậy. Thấy điều lạ, bà lão cũng nhướng mày lộ vẻ ngạc nhiên. Bà liền giơ tay tính toán như người bấm độn một hồi rồi kêu lên hoảng hốt. Chết rồi, lão ta đang đến. Thanh diện nhân ngạc nhiên hỏi lại. Lão ta đang tới à? Nhanh quá. Bà lão không trả lời, mà chỉ lớn tiếng ra lệnh cho thanh diện nhân như là ra lệnh một đám người đông đảo. Hãy cải trang mau, chúng ta phải rời khỏi nơi này ngay bây giờ. Hình như họ làm cái trò cải trang chạy trốn thành thạo lắm rồi, bà lão chưa nói xong, tức thì thanh diện nhân chạy ra chuẩn bị một cỗ xe bò, thảy ba tên sư huynh đệ đang ngủ mê mệt vào thùng xe, rồi lấy rơm phủ kín. Ba người đó vẫn nằm ngủ ngon lành như không biết trời trăng mây gió gì hết. Còn bà lão thì chạy vào bế đứa nhỏ, sửa lại cái tướng đi cho khòm hơn, da yếu hơn. Họ lấy đất bôi lên mặt cho có vẻ giống đám dân đen, lam lũ.
Bà lão ôm đứa nhỏ vào lòng ngồi trước thùng xe, còn thanh diện nhân lại đi bộ tay cầm dây dắt cổ điều khiển hai con bò kéo xe đi vào khu rừng đằng sau nhà. Họ đi chậm chạp, không có gì ra vẻ vội vã cả. Như thế cũng đủ biết họ rất tin tưởng vào cái tài hóa trang, đóng kịch già đò của họ. Đứa nhỏ vừa ăn no, nằm ngủ li bì trong lòng bà lão. Ba người kia vẫn chưa tỉnh. Khi họ vừa ra khỏi rừng, thì bỗng đằng trước có một bóng người đàn ông trung niên mặc quần áo bằng thứ vải thô, đứng chắn lối đi. Người đó quay lưng về phía họ, hai tay chắp sau lưng, dáng vẻ khoan thai. Khi cỗ xe cách ông ta khoảng 15 thước, bất chợt người đó vụt quay người lại đẩy tay về phía họ nhanh lẹ không thể tưởng, tức thì một luồng khí ào ào bay tới đánh ập vào cỗ xe. Bà lão và thanh diện nhân không chống đỡ, cứ ngồi chịu trận. Lão bà thì cúi cong người ôm chặt đứa nhỏ, còn thanh diện nhân thì nghiêng người như là né cát bụi bay vào mắt thôi. Thật sự mà nói thì sức của hai người có thể đánh bạt trưởng phong kia. Nhưng hiện tại họ là những kẻ đang chạy trốn, không biết người kia là loại gì, nên không muốn phô trương võ nghệ gây sự chú ý, mà chỉ gồng lưng chịu đau. Khi trưởng phong đã tan, thanh diện nhân cũng ước lượng được sức mạnh của lực trưởng phong, hắn phỏng đoán nếu đánh chúng vào người dân bình thường thế nào cũng gây thương tích. Thế là hắn giả đò lăn đùng ra đất, co rúm người lại ra vẻ đau đớn lắm. Miệng rên rỉ. Xin ông tha cho chúng tôi. Xin tha mạng. Chúng tôi chỉ là thứ dân bần cùng, ngu si đâu biết gì. Xin tha mạng, xin tha mạng. Giọng nói của hắn càng về sau càng nhỏ và đứt quãng, yếu ớt lắm. Người đàn ông nhướng mày, liếc mắt nhìn lão bà trên xe. Thấy bà ta đang nằm vật ra chết giấc còn thảm hại hơn cái tên đang rên rỉ dưới đất. Trước mặt bà ta có cái bọc to to. Lòng tò mò chợt nổi lên. Hắn liền bước tới hất bà lão ra một bên, mở cái bọc ra xem thử đó có phải châu báu hay bảo vật gì mà bà lão ôm ấp trong lòng. Thì ra trong đó là một đứa trẻ nhăn nheo, da xám đỏ, mặt còn có vằn như ngựa, nhìn xấu xí vô cùng. Đứa trẻ xấu đến độ mà người đàn ông cản đường hừ lên một tiếng khinh mạn ghê tởm, rồi vung tay một cái thật mạnh quăng luôn cái bọc có đứa nhỏ trở về hướng khu rừng. Có lẽ bị hình dạng của đứa nhỏ làm gớm mắt, người đàn ông không thèm xem xét thùng xe, mà tung người phóng đi mất dạng. Một lúc sau, khi chắc chắn không còn ai để ý theo dõi, lão bà và thanh diện nhân vội vùng dậy chạy tới xem xét đứa nhỏ, coi nó còn sống hay đã chết sau khi bị quăng mạnh như thế. Họ chạy tới bìa rừng thì thấy cái bọc có đứa nhỏ treo tòng tang trên một nhánh cây. Trong bọc đứa bé vẫn nằm nhắm mắt như đang ngủ lúc trước, thân thể không có máu me gì cả. Một vết bầm cũng không có. Lão bà vội đưa tay lên mũi xem xét nó còn sống hay không. Ngón tay của bà chợt cảm thấy một luồng hơi mát nhẹ nhẹ từ mũi đứa nhỏ bay ra. Bà ta mừng rỡ, khẽ nói. À, nó còn sống. Bà lão nhẹ tay gỡ bọc vải ra khỏi cành cây, trao đứa nhỏ cho thanh diện nhân bồng, rồi đưa mắt nhìn quanh một hồi. Quan sát địa thế, động tĩnh xung quanh xong, bà lão lại nói. Chừng 10 dặm chúng ta sẽ vào một thị trấn. Ở đây đông người, dễ dàng lẫn tránh. Chúng ta sẽ nghỉ ở đó tới sáng mai mới lên đường. Nói rồi, bà ta quay bước trở lại cỗ xe bò. Thanh diện nhân thạch quân bồng đứa bé léo đéo theo sau, miệng lẩm bẩm nói. Nếu giết tên kia chắc mình không bị lộ tung tích. Lão bà nghe thế liền đáp. Giết hắn thì càng bị lộ. Đó chỉ là một tên gia nhân. Không đáng giết. Cả hai đều leo lên xe chiếc xe bò ngồi, lần này chính tay bà lão điều khiển cỗ xe bò chậm chạp lăn bánh. Sao. Trở lại căn nhà tranh cạnh bìa rừng. Sau khi bọn người trong nhà lên xe chạy trốn, khoảng một lúc sau có một bóng người bay ào vào, rồi đứng sừng sững giữa sảnh đường. Người này là một lão nhân râu tóc bạc trắng, râu dài tới rốn. Lão nhân đưa cặp mắt sáng như luồng điện nhìn khắp mọi nơi. Lão đi vào căn phòng kín không cửa sổ, gật gù cái đầu bạc mấy cái rồi bước ra xem xét nơi khác. Lão đi một vòng quanh nhà, sờ mó, xem xét mọi thứ kỹ càng, rồi quay trở lại sảnh đường, thả người ngồi trên chiếc ghế bành bằng gỗ có chạm trổ hình rồng hai bên. Đằng sau lưng lão có hai cái bóng đứng đó từ bao giờ.
Hai cái bóng áo quần lam lũ, luộm thuộm, đầu che kín bởi cái mũ dính liền với áo, mặt mũi không rõ, chẳng khác gì hai cái bóng ma giữa ban ngày. Lão nhân ngồi đó một lúc lâu thì có một người bận quần áo bằng loại vải thô chạy vào quỳ mọp trước mặt, bẩm báo. Dạ thưa quản gia, tôi không tìm thấy chúng. Đôi mắt lão nhân vẫn nhìn ra ngoài khoảng không trước nhà như đang suy tính điều gì. Một hồi lâu, lão hừ lên một tiếng rồi trầm giọng nói. Đồ vô dụng, người đã bị chúng lừa rồi. Người mới vào sợ hãi vập đầu xuống sàn nhà xin tha tội. Tiểu nhân đáng chết, xin quản gia niệm tình tha thứ. Lão già được gọi là quản gia không thèm để ý đến lời nói của tên thuộc hạ, nhếch mép nở một nụ cười mỉa, sau đó lại há miệng cười ha hà có vẻ thỏa mãn lắm. Nhưng thôi, bây giờ chúng không còn khả năng chống trả được nữa. Cái tâm của chúng đã phân tán, đến nỗi phải dùng đến phòng luyện tâm thì làm sao chống chọi lại với ta. Tạm thời ta không cần đuổi theo chúng. Hãy để cái tâm chúng hành hạ chúng thay ta. Ha ha ha. Lão quản gia cười ha hà như kẻ cuồng dại. Căn nhà ba gian nhỏ bé như muốn bốc tung. Thái độ quái gở của lão già làm người bộ hạ của lão đang phủ phục dưới đất kinh hãi. Hắn đập đầu bộp bộp trên sàn nhà, miệng lớn tiếng nài nỉ van xin. Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết. Lão già trợn mắt hừ một tiếng, vung tay phẩy ống tay áo phạch một cái rồi đi thẳng ra ngoài. Hai cái bóng luộm thuộm cũng là đi theo sau lão. Khi đi ngang qua con người đang quỳ kia, một trong hai cái bóng phất tay một cái tức thì người đó ngã lăn ra, tay chân co rúm lại, mặt lộ vẻ khiếp sợ, chết tại chỗ. Một âm thanh rít lên như loài côn trùng vang lên. Đúng, người đáng chết. Chương 2, giai nhân trong cổ miếu. 5 năm sau, tại trấn Sơn Đông, ngoài đường mưa tầm tã, không một bóng người qua lại. Mọi căn nhà trong trấn đều đã đóng cửa cài then cẩn thận. Lâu lâu một cơn gió thổi ào qua như muốn bốc một mái nhà nào đó tung lên. Trong một căn nhà nhỏ nằm về phía đông trấn, có bốn người đàn ông và một bà lão khòm lưng đang đứng nhìn chừng chừng vào một đứa bé có bộ mặt xấu xí. Không những mặt nó đã xấu, mà thân hình nó loắt choắt yếu đuối như những đứa trẻ bị bệnh lâu ngày. Cả đám người nhìn nó thế mà đứa bé chỉ đưa mắt nhìn vào khoảng không trước mặt không chớp. Mắt nó to tròn mở trơ trơ ra như kẻ không hồn. Người ta nhìn nó mà nó cứ nhìn vào khoảng không, như là trong khoảng không đó có cái gì hấp dẫn lắm. Một người đàn ông lên tiếng. Nhóc con, bây giờ ngươi phải nên luyện tập võ công và bắt đầu bằng môn khinh công nghe chưa? Đứa nhỏ không trả lời, mà cũng không nhúc nhích, mắt nó vẫn trơ trơ nhìn không chớp. Người đàn ông lại trầm giọng quát. Mày có nghe tao nói gì không hả? Vẫn không chớp mắt đứa bé chẳng thèm để ý gì đến việc đang xảy ra với nó. Người đàn ông tức khí, nhào tới túm áo đứa nhỏ nhấc bổng lên. Lão bà thấy thế vội quát. Hắc diện nhân, thả nó xuống. Hắc diện nhân lập tức làm theo lời bà lão nói, buông tay thả đứa nhỏ xuống. Đứa nhỏ rớt xuống đất bịch một cái, không ngã lăn ra, mà lại ngồi phịch xuống trong tư thế xếp bằng như những nhà sư ngồi thiền, bàn tọa của nó chẳng khác gì có dính keo dán chặt trên nền đất. Hắc diện nhân không thèm liếc nhìn xem đứa nhỏ có bị gì không, hậm hực quay về chỗ cũ đứng. Lão bà ôn tồn nói. Tiểu kê, ngươi có nghe ta nói gì không? Chúng ta là những kẻ lẩn trốn. Nếu ngươi không học khinh công để chạy theo bọn ta thì ngươi sẽ trở thành gánh nặng. Ngươi có hiểu không? Cặp mắt đứa nhỏ khẽ chớp một cái, nhưng rồi lại nhìn vào khoảng hư không như cũ. Hắc diện nhân thấy vậy khẽ hừ lên một tiếng, tỏ vẻ bực bội. Lão bà cố tình làm lơ, bắt đầu đọc khẩu quyết cho đứa nhỏ để tập luyện khinh công. Đọc xong, bà ta lại chỉ vẽ từng ly từng tí. Đứa nhỏ cứ ngồi đó tuyệt nhiên không cử động, mắt vẫn nhìn vào hư không. Chỉ vẽ xong, bà lão liền bảo thanh diện nhân biểu diễn cho nó xem. Thanh diện nhân vâng lệnh bước ra làm từng động tác thật chậm chạp mấy lượt trước mặt đứa nhỏ. Dù đã làm rất chậm, nhưng thân ảnh của thanh diện nhân vẫn chập chờn như quỷ ma, lúc hiện lúc ẩn, lúc ở góc nhà phía này khi thì xuất hiện ở góc kia.
Một lúc sau bà ta ra lệnh cho thanh diện nhân dừng lại, rồi bảo đứa nhỏ đứng lên thực tập cho bà ta coi. Đứa nhỏ vẫn ngồi im, không nhúc nhích. Thái độ của nó thật đáng ghét. Những người đàn ông đứng xung quanh muốn nhào tới đá cho nó một phát bay ra ngoài trời mưa. Nhưng họ chỉ dục dịch rồi lại đứng im. Bởi lẽ đứa nhỏ đã như vậy 5 năm nay. Cái ngày đầu tiên họ đem nó về nuôi, thì nó khóc gào điếc tai nhức óc, nhưng sau đó thì nó lại giống như kẻ bị câm, không hề hé môi nói một lời. Lúc nhỏ thì cứ nằm một đống, tới lúc biết ngồi thì cứ ngồi xếp bằng một chỗ, ngó vào khoảng hư không. Khi biết đi thì chỉ thẫn thờ quanh quẩn xó nhà rồi cũng lại ngồi ì một chỗ. Cứ tới bữa ăn thì họ phải để trước mặt nó một chút đồ ăn, khoảng một canh giờ sau thì quay lại thu dọn. Tuy đứa bé không phải là tù nhân, nhưng cái vẻ bất động thất thần của nó thì chẳng khác một kẻ bại liệt bị giam cầm bởi chính nó. Trừ thanh diện nhân ra, những người đàn ông kia nhiều lần bàn bạc tìm cách bỏ đứa nhỏ ra ngoài phố, mặc cho nó sống chết ra sao thì ra. Nhưng cũng đã nhiều lần lão bà cứ ra tay cản trở. Không biết bà ta có mục đích gì, hay là bà ta đã già nên nhìn thấy con nít lại thích. Thường thường người càng già thì lại càng yêu thích trẻ con hơn. Nhưng nuôi đứa trẻ này chẳng khác gì là đeo vào một gánh nặng trên lưng. Họ là những con người đang lẩn tránh kẻ thù, thì đeo theo món nợ này càng thêm rắc rối, thêm nguy hiểm. Ngược lại, nếu bỏ rơi nó thì họ chút được một gánh nặng rất lớn. Thế mà họ lại không bỏ rơi nó. Đã 5 năm rồi, họ cố gắng nuôi nó, cố dằn những sự bực tức trong lòng với hy vọng ngày sau nó sẽ giúp ích gì được cho họ. Nhưng càng nhìn nó thì càng bực mình. Nó đã xấu xí không có gì đáng nhìn, đã vậy cái thái độ thất thần của nó càng làm họ tức giận thêm. Nhưng họ vẫn cứ giữ nó trong nhà, vẫn ôm ấp cái hy vọng là có một ngày nào đó nó sẽ thay đổi, trở thành một đứa trẻ bình thường và hữu dụng. Trong lúc này, mặc dù lão bà tốn bao nhiêu nước miếng dạy bảo, giảng giải cho nó nghe về cách luyện tập võ công, nó vẫn cứ nhìn vào khoảng hư vô như không thèm để ý tới lời bà ta nói. Một sự nhúc nhích cũng không, thiệt là khinh miệt người già quá đáng. Hắc diện nhân đứng gần đó tức khí, không còn kiềm chế được bản thân, co giò đá vào mông đứa nhỏ một cái thật mạnh. Đứa nhỏ bé loắt choắt ốm yếu, bị đá một cái vào mông, liền như trái banh bay vèo ra ngoài cửa, lộn mấy vòng, rồi lại ngồi một đống như đang nhập thiền giữa trời mưa bão. Nó vẫn ngồi xếp bằng, vẫn lì lợm, mắt vẫn nhìn chừng chừng khoảng không. Mà khoảng không bây giờ lại là khoảng không trong nhà, nơi bọn người kia đang đứng. Hiện tại, đứa nhỏ chẳng khác gì đang ngồi ngoài trời mưa chừng mắt nhìn vào trong nhà. Bọn người trong nhà thấy vậy tự nhiên có cảm giác ghét nó đến cực điểm, ý nghĩ muốn giết quách nó đi cho rảnh nợ có lẽ cũng lóe lên trong đầu óc một vài người trong bọn họ. Hắc diện nhân tính lao ra ngoài đá cho nó một cú nữa, thì lão bà giơ tay cản lại. Lão bà thở dài nói. Ta nghĩ chắc nó ngồi trong nhà lâu ngày, không trông thấy cảnh sinh hoạt bên ngoài, nên mới sanh ra bất động như vậy. Từ nay về sau các ngươi đi đâu nên mang nó theo để nó thấy được cảnh thiên nhiên mà đổi thay tâm tính. Nói rồi lão bà liếc nhìn đứa nhỏ một cái, lắc đầu chán nản đi vào nhà trong, nhìn tướng đi của bà ai cũng cảm khái, thương cho thân già phải lo lắng nhiều. Lão bà nhìn có vẻ mệt mỏi, già lại càng già thêm. Tóc đã bạc trắng, da nhăn nheo như là không còn chỗ nào có thể nhăn thêm. Lời nói cũng không còn sang sảng như ngày trước. Hắc diện nhân, ngân thiết kim diện nhân cũng từ từ đi theo bà ta vào trong. Họ không thèm để ý đến đứa nhỏ đang ngồi lì ngoài trời mưa gió lạnh buốt kia. Khi họ đi hết rồi, thanh diện nhân đưa mắt ngó đứa trẻ thở dài một tiếng, rồi từ từ đi ra xách nó vào trong nhà. Chàng lấy khăn lau khô mình cho nó đỡ lạnh. Từ trước đến giờ vẫn vậy, thanh diện nhân lúc nào cũng âm thầm đối xử tốt với nó. Bên ngoài thì chàng lạnh nhạt như giá băng, nhưng khi không có ai xung quanh thì chàng lại chăm sóc nó như chính đứa con ruột của mình. Thanh diện nhân xoa cái đầu ướt nhẹp của đứa nhỏ, rầu rầu nói. Ngươi đừng làm buồn nữa. Ngươi hãy cố gắng học võ công để tự bảo vệ lấy chính mình. Ta e rằng sẽ có một lúc nào đó chúng ta không còn bên ngươi để chăm sóc bảo vệ cho ngươi. Người đời hiểm trá, ngươi phải cẩn thận mới được.
không biết đứa nhỏ có để ý nghe lời chàng nói không, nhưng khi chàng vừa quay đầu bước đi vào trong thì đứa nhỏ khẽ chớp mắt. Cặp mắt to tròn của nó chớp một cái, rồi lại nhắm lại, không còn nhìn vào khoảng không nữa. Sao? Người xưa có nói, sau cơn mưa thì trời lại sáng. Quả đúng như vậy, hôm qua trời mưa tầm tã, hôm nay tại trấn Sơn Đông bầu trời sáng rực. Ánh nắng chan hòa, chiếu rọi khắp nơi. Đúng là một ngày đẹp trời để dạo phố, ngắm cảnh thiên nhiên. Ánh sáng cũng len lỏi chiếu vào căn nhà nhỏ phía đông thị trấn. Ánh nắng chiếu sáng cả một gian nhà, vài cụm nắng còn chiếu thẳng vào mặt một đứa nhỏ đang ngủ gật ở một góc nhà, lưng nó dựa vào vách, hai chân gầy đan vào nhau theo kiểu ngồi nhập thiền. Từ phía bên phải, một người đàn ông uể oải vươn vai bước ra. Người đó là Ngân Thiết, có tài sử dụng cây gậy bạc. Chàng còn đang há miệng ngáp dài vài cái thì chợt dừng lại vì bắt gặp đứa nhỏ đang ngồi dựa vách ngủ gà ngủ gật. Mắt nó không còn mở trừng trừng đáng ghét nữa, mà có một nét gì đó trông rất tội nghiệp. Ngân Thiết lại nhớ lại câu chuyện 5 năm về trước khi đánh nhau với con người mặc quần áo rách nát nhìn không rõ mặt rõ ràng kia. Bọn người của chàng đã phát hiện ra nó như thế nào? Mẹ nó chết, cha nó không biết là ai. Nó quả là một kẻ mồ côi bơ vơ đáng thương hơn là đáng ghét. Ngân Thiết vốn có tính thích đùa giỡn. Chàng thấy đứa bé ngủ co ro ở một xó thì liền rón rén lại gần, béo má, nhéo chân, rồi thì thào vào tai đứa nhỏ. Ê, nhóc con, thức dậy chưa? Đứa bé vẫn gần gù ngủ say sưa. Ngân Thiết biết chắc nó chưa tỉnh, bèn rón rén đi ra ngoài. Bất chợt từ đâu lão bà xuất hiện, nói: Ngân Thiết, ngươi đi ra ngoài nhớ dẫn tiểu kê theo cho nó biết đây biết đó. Nghe vậy, Ngân Thiết liền xịu mặt méo mó miệng nói: Nhưng, nó còn đang ngủ. Bà cũng biết con nít cần phải ngủ nhiều. Chúng ta không nên phá giấc ngủ của nó. Lão bà vẫn một mực nói như ra lệnh: Mang nó theo. Ngân Thiết hậm hực nói với đứa nhỏ, nhưng lại nói oang oang cho lão ba nghe thấy: Ta ra ngoài chào cái, ngươi có muốn theo học không? Quả thật trong bốn người đàn ông, Ngân Thiết có khuôn mặt trắng trẻo đẹp trai nhất. Hắn thường là kẻ ra ngoài đi đây đi đó, giao du nhiều hơn ba người đàn ông kia. Còn ba người kia phần nhiều họ ở nhà luyện võ vào ban ngày, ít khi ra ngoài chỉ vì sắc mặt kỳ dị của họ không giống như người thường. Đến đêm họ mới lộ diện để thi hành những việc được giao phó. Ngân Thiết cố ý nói lớn như vậy để lão bà đổi ý không bắt hắn dẫn theo đứa nhỏ ra ngoài. Nào ngờ, lão bà vẫn trợn mắt nhìn hắn như đang chờ đợi hắn thi hành mệnh lệnh của mình. Không dám cãi lời lão bà, Ngân Thiết vội túm lấy áo đứa nhỏ đang ngủ xách lên. Chàng kẹp nó dưới nách, hằn học bước ra ngoài. Đứa nhỏ vẫn chưa mở mắt, đeo lủng lẳng như con gà chết bên hông Ngân Thiết. Anh chàng sử dụng gậy bạc phi thân ra ngoài nhanh như chớp, hòa lẫn vào dòng người đông đúc trong trấn. Chẳng bao lâu Ngân Thiết đã ra ngoài trấn, lao mình tiến lên một ngọn núi nhỏ phía tây. Một lúc sau hai người đến một ngôi miếu cổ. Ngân Thiết không bước vào miếu mà chỉ ẩn mình trong một bụi rậm gần đó. Chàng thả đứa nhỏ xuống đất rồi đưa mắt nhìn vào trong miếu. Đứa nhỏ vẫn nhắm mắt thiêm thiếp ngủ như không biết gì. Ngân Thiết thì thầm nói chuyện với nó. Ngươi biết không, con gái ở trong trấn có nhiều nhưng toàn lại loại gái tầm thường, nhìn lâu thấy chán. Ở đây tuy vắng vẻ hoang sơ, nhưng lại có một giai nhân tuyệt sắc đang sống, càng nhìn càng thấy mê. Chiêu đầu tiên ta dạy cho ngươi là phải tìm ra chỗ có gái đẹp mà ngắm. Nói tới đây, Ngân Thiết lại cười hì hì kể chuyện. 3 năm trước, khi chúng ta chạy trốn tới thị trấn dưới núi ẩn náu. Một hôm ta chán cái cảnh sống trốn chui trốn nhũi, lúc nào cũng lo sợ có người tới bắt tới giết. Ta lang thang một mình tới đây ngồi buồn bã, thì tự nhiên trong miếu xuất hiện một giai nhân tuyệt sắc. Sắc đẹp của nàng làm ta ăn không ngon ngủ không yên, từ đó trở đi ngày nào cũng tới đây ngắm nàng một lúc. Ngân Thiết ngừng lại, ngồi suy nghĩ một hồi lâu mới nói tiếp. Nhưng một điều ta không hiểu là người có sắc đẹp như nàng lẽ ra phải sống trong lầu son gác vàng mới đúng. Tại sao nàng lại chui vào cái miếu mục nát này sống chi cho khổ? Chưa kịp nói hết thì văng vẳng vang lên tiếng gõ mõ.
Hình như có người đang tụng kinh trong miếu. Ngân Thiết chép miệng than. Có lẽ nàng định quy y cửa Phật. Thật đáng tiếc, ta đã ngồi đây 3 năm để ngắm một ni cô sao. Tiếng gõ mỏ vừa vang lên đó đã ngưng bặt. Ngân Thiết chau mày ngạc nhiên, không hiểu tại sao. Chàng nghi ngờ có chuyện gì xảy ra với người con gái bên trong miếu, vội lom khom lần mò vào xem có chuyện gì xảy ra. Chàng mò tới cửa, hé mắt dòm vào, thấy bên trong miếu có một nữ nhân trong bộ bạch y đang quỳ trước bàn thờ Phật tổ, lưng nàng quay về hướng chàng. Chỉ nhìn vóc dáng, lưng ong, eo thon và mái tóc đen huyền cũng đủ biết nàng là một trang giai nhưng tuyệt sắc. Nhưng bây giờ nàng có vẻ đang trong tư thế sững sờ bất động nhìn về phía bàn thờ. Ngân Thiết vội đưa mắt nhìn theo hướng nữ nhân đang chố mắt ngó sững, thì thấy đứa nhỏ mình xách theo lúc nãy đang đứng ngay bên bàn thờ, mặt nó xấu xí như quỷ, mắt lại trừng trừng nhìn vào nữ nhân. Ngân Thiết giật mình, cuống quýt vẫy tay ra dấu cho đứa nhỏ đi ra. Nhưng dù cho chàng có vẫy tới đâu đứa nhỏ vẫn không nhúc nhích. Một hồi lâu, nữ nhân run run hỏi. Ngươi là người hay là ma? Đứa bé không nhúc nhích, vẫn trơ mắt nhìn nàng. Nữ nhân lại lấy hết can đảm, cất tiếng hỏi. Ngươi, đến đây có ý gì? Đứa bé chợt nhoẻn miệng cười. Nụ cười của nó méo mó kỳ quái. Nữ nhân nhìn thấy nụ cười thì hồn như muốn lìa khỏi xác, nàng hét lên một tiếng rồi ngã lăn ra bất tỉnh. Ngân Thiết đảo mắt nhìn quanh, xem có ai nghe tiếng hét vừa rồi của giai nhân tìm đến hay không. Chỉ thấy bốn bề vắng vẻ, Ngân Thiết lắc đầu lẩm bẩm nói. Nữ nhi thật là yếu đuối. Nhìn cái mặt đứa nhỏ mà cũng ngã lăn ra. Như ta ngày nào cũng phải nhìn mặt hắn. Nói xong, chàng đứng lên toan bước vào trong dắt đứa nhỏ ra. Chưa kịp đứng thẳng người thì Ngân Thiết cảm giác được đằng sau lưng lạnh ngắt. Chàng biết có người đang tập kích, liền búng người lộn qua một bên trước mấy vòng. Tới khi cảm thấy mình đã ra khỏi vòng nguy hiểm, chàng liền quay mình lại nhìn thì thấy hai cô gái lăm le trường kiếm trong tay, mặt cô nào cũng đằng đằng sát khí. Cô gái mặc áo xanh chỉ mặt Ngân Thiết quát. Ngươi là ai? Tại sao đến đây hại tiểu thư của ta? Ngân Thiết khoanh tay đứng thẳng người, cười hì hì nói. Nữ nhân ăn nói bậy bạ. Cô thấy ta hại tiểu thư của cô hồi nào? Nhưng ta thấy các cô đang có ý hại ta thì có. Nữ nhân áo xanh nghe vậy tức tối hỏi lại. Nếu không phải đang làm chuyện mờ ám, vậy ngươi thập thò ở đây làm gì? Ngân Thiết hừ một tiếng lạnh giọng nói. Ai thập thò? Nữ nhân quả là nữ nhân, mở miệng ra là vu khống cho người khác, không có chứng cớ thì đừng nói bậy. Nghe những lời nói chế giễu đó, cô gái áo xanh tức khí, vung trường kiếm lên quát. Ta sẽ giết ngươi để thu thập chứng cớ. Lời chưa dứt, trường kiếm trong tay nàng đã đâm thẳng vào người Ngân Thiết. Cô gái thứ hai mặc áo đỏ đứng gần đó thấy vậy cũng khoa tay múa kiếm xông vào trợ giúp. Ngân Thiết không thèm rút gậy bạc trả đòn, mà chỉ sử dụng thuật khinh công, chạy nhảy tránh né. Vừa tránh vừa cười hì hì như đang đùa giỡn với hai cô gái. Càng đánh hai thiếu nữ càng hăng, trường kiếm trong tay múa tít chỉ thấy hai làn kiếm khí xanh lè thay phiên nhau bao bọc lấy người Ngân Thiết. Lúc đầu Ngân Thiết còn cười luôn miệng, nhưng càng về sau tiếng cười nhỏ dần, rồi tắt hẳn, vì chàng phải chú tâm tránh né những chiêu sát thủ do hai cô gái công tới. Thật ra trong thâm tâm Ngân Thiết không có ý đả thương hai thiếu nữ nọ. Nhiều lúc chàng muốn rút gậy bạc ra phản công, nhưng chàng lại sợ sẽ đả thương hai thiếu nữ nọ, rồi dẫn tới hiểu lầm. Do đó, trước sau chàng vẫn giở tuyệt kỹ khinh công ra tránh né. Lâu lâu chàng liếc nhìn vào bên trong cổ miếu, xem chừng đứa nhỏ còn ở đó hay không, và cô gái mà hai nữ nhân đang đánh với chàng gọi là tiểu thư đã tỉnh chưa. Đánh ra hơn 100 chiêu mà không làm gì được đối phương, trái lại đối phương không có ý phản chiêu, hai cô gái mới chợt hiểu ra chàng trai nọ không có ác ý. Hai cô liền thu trường kiếm, nhảy ra vòng chiến. Cô áo xanh lên tiếng nói. Hồng muội, muội vào xem tiểu thư ra sao. Rồi nàng quay lại Ngân Thiết hỏi. Ngươi là ai, tại sao không phản chiêu? Ngân Thiết thản nhiên nói. Ta là ta. Nếu ta phản chiêu hai cô hiểu lầm ta là kẻ xấu thì có ích gì? Giọng nói của Ngân Thiết phách lối, cao ngạo làm nhiều người bực mình.
Nhưng cô gái áo xanh chưa kịp nổi giận thì cô gái áo hồng từ bên trong miếu vọt ra hớt hải nói. Tiểu thư đã bị người ta bắt đi mất rồi. Thanh y nữ và Ngân Thiết nghe vậy cùng vội vàng nhào vào trong cổ miếu. Ngân Thiết đưa mắt ráo rác nhìn quanh, vừa tìm vừa gọi đứa nhỏ. Tiểu Kê, ngươi ở đâu? Không có tiếng trả lời. Sau khi đã chứng thực tiểu thư của họ đã mất tích, hai cô gái quay phắt người lại chia nhau ra hai hướng bao vây Ngân Thiết vào giữa. Cô áo xanh quát. Thì ra ngươi ở ngoài gây chuyện với bọn ta để đồng bọn của ngươi có đủ thời gian bắt tiểu thư. Ngân Thiết nổi giận quát lại. Đồng bọn cái con khỉ Tiểu Kê là sư đệ của ta, nó có 5 tuổi làm sao vác được tiểu thư các ngươi đi đâu. Đừng nói bậy nữa. Rồi chàng lại hét gọi đứa nhỏ. Tiểu Kê, ngươi ở đâu mau ra đây. Không đợi cho chàng gọi thêm lần nữa, hai cô gái đồng vung trường kiếm công thẳng vào người Ngân Thiết. Hai thiếu nữ sử dụng toàn sát chiêu, chiêu nào cũng đòi thí mạng với đối phương. Không thấy đứa em, lại bị người đổ oan đòi lấy mạng, Ngân Thiết tức giận rút gậy bạc múa nhanh một vòng. Chiếc gậy tỏa ra một luồng sáng chói lòa muốn làm mù mắt những ai đứng quanh trong vòng ba trượng. Hai thiếu nữ thấy vậy phải vội lùi ra xa, mũi kiếm bao phủ lấy thân để ngăn cản luồng sáng phát ra từ chiếc gậy bạc kia. Ngân Thiết thấy hai người không còn tấn công mình nữa, liền quát lớn. Hai người đừng có hồ đồ. Không mau đi tìm tiểu thư hai người đi. Nếu ta muốn hại người đâu cần phải đợi đến bây giờ mới ra tay. Nói rồi chàng cũng phóng người đi tìm kiếm Tiểu Kê. Vừa đi chàng vừa gọi. Tiểu Kê, ngươi đang ở đâu? Hai cô gái kia cũng chia nhau ra đi tìm tiểu thư của họ. Đi được một đoạn, bất chợt Ngân Thiết thấy dưới chân mình nhột nhột, như có ai đang níu quần mình. Chàng vội cúi xuống ngó, thì thấy Tiểu Kê đang trợn mắt nhìn chàng. Cái vẻ mặt xấu xí, lại trừng mắt nhìn người kia bây giờ đối với chàng không có gì đáng ghét cả. Ngân Thiết mừng quá nhấc bổng nó lên, cười nói. Ngươi trốn ở đâu, sao bây giờ mới ra? Rồi chàng lại cắp đứa nhỏ vào nách, lắc đầu nói. Ngươi thật là khờ, ở gần gái đẹp mà không chịu bảo vệ cho người đẹp, để kẻ gian bắt mất. Chiêu thứ hai ta dạy cho ngươi là, nếu thấy gái đẹp bị người khác bắt phải tỏ ra mình là anh hùng cứu mỹ nhân nghe chưa? Đứa nhỏ bị kẹp dưới nách Ngân Thiết liền giật giật áo chàng mấy cái. Ngân Thiết phủi tay nó ra nói. Ngươi đừng làm phiền nữa. Chúng ta phải đi cứu giai nhân, không thôi hai ả kia cứ đổ lỗi cho ta. Tiểu Kê vẫn liên tay giật áo Ngân Thiết, làm chàng không còn làm ngơ với nó nữa. Ngân Thiết quát. Ngươi muốn gì? Tiểu Kê liền đưa tay chỉ về mé phải. Ngân Thiết đưa mắt nhìn theo, chàng phát giác có một chấm đen đang di chuyển thật nhanh. Ngân Thiết đoán chắc Tiểu Kê muốn chỉ cho mình thấy kẻ gian đã bắt lấy giai nhân trong lòng mình, liền thi triển tuyệt kỹ khinh công rượt theo cái chấm đen đó. Chẳng bao lâu chàng thấy trước mặt là một người vận y phục đen, trên vai có vác một người mặc đồ trắng. Tóc người bị bắt đó xóa đen mượt, phất phơ trong gió. Ngân Thiết nhìn qua cũng biết người trên vai kẻ kia là giai nhân mà mình vẫn lén tới miếu cổ nhìn trộm trong 3 năm qua. Chàng liền tăng cường cước lực phóng tới. Một tay cắp Tiểu Kê, tay kia luồn ra sau lưng rút nhanh khúc gậy bạc. Chàng rũ một cái khúc gậy bạc dài ra. Khi tới gần con người mặc áo đen kia, Ngân Thiết búng người lên không, vung gậy bạc đánh một chiêu thật mạnh xuống đầu người nọ. Không ngờ người nọ lại đưa thân hình thiếu nữ áo trắng ra đỡ gậy chàng. Ngân Thiết thấy vậy chỉ cười khì khì nói. Đồ ngu, ngươi dâng nữ nhân lên cho ta thì ta không dám từ chối. Tức thì cây gậy bạc của chàng thu ngắn lại, không còn công tới nữa. Mà thân hình chàng là lướt tới cắp lấy thiếu nữ nọ. Khúc gậy ngắn lóe sáng lên trong tay. Hành động của chàng quá nhanh lẹ, không biết chàng đã làm cách nào mà khi đáp xuống, một tay ôm nữ nhân một tay cắp đứa nhỏ, còn người mặc áo đen đang nằm sóng sượt trên mặt đất. Ngân Thiết cười hì hì nói. Bản lãnh của ta thế nào? Có cao siêu không? Nói rồi chàng lại cúi xuống nhìn nữ nhân trên tay thì phát giác nàng bị người ta điểm huyệt đến bất động. Ngân Thiết lại đưa mắt ngó Tiểu Kê lẩm bẩm nói. Kỳ lạ, thằng nhóc này đâu biết võ công đâu mà điểm huyệt người ta. Hay là nàng bị tên kia điểm huyệt.
Nói rồi chàng thả hai người xuống đất, đưa tay giải huyệt cho cô gái áo trắng. Cô gái mở mắt ra ngó thấy đứa bé xấu xí đang tròn mắt nhìn mình, bên cạnh hắn lại có một chàng trai tuấn tú khôi ngô. Nhìn thấy chàng trai cô gái cũng bớt sợ, nhưng nàng vẫn lấm lét liếc nhìn đứa nhỏ. Ngân Thiết thấy vậy nói. Cô tỉnh rồi à, cô đừng sợ, nó chỉ là một đứa nhỏ thôi. Cô gái choàng ngồi dậy, chỉ Ngân Thiết hỏi. Người là ai? Ngân Thiết mỉm cười nói. Tôi là Ngân Thiết, sống ở gần đây. Cô gái lại chỉ đứa nhỏ, hỏi. Nó là ai? Ngân Thiết đưa mắt nhìn đứa bé, ngập ngừng một hồi, rồi cười giả lả. Nó là Tiểu Kê, sư đệ của tôi. Cô gái nghe vậy trợn mắt, hết ngó Ngân Thiết lại ngó đứa nhỏ. Hai người thật là một trời một vực. Kẻ thì trắng trẻo đẹp trai, người thì xấu xí dị hợm. Ngân Thiết thấy vậy liền mỉm cười giải thích. 5 năm trước, bà của tôi đem nó về nuôi, dạy dỗ cho nó. Nó tuy xấu xí nhưng không phải là kẻ ác. Cô không tin cứ thử đá nó một cái xem. Nó không làm gì được cô đâu. Cô gái nghe vậy ồ lên một tiếng, bẽn lẽn cúi đầu nói. Tôi làm sao mà đá một đứa nhỏ được? Ngân Thiết lại cười nói. Cô không đá thì để tôi đá cho cô xem. Nói rồi Ngân Thiết co giò lên toan đá vào mông đứa nhỏ. Cô gái thấy vậy hốt hoảng la lên. Đừng, đừng làm như vậy, nó còn nhỏ quá. Ngân Thiết lại cười hì hì nói. Tôi cũng không muốn đá nó. Chỉ có đại sư huynh thường làm chuyện đó thôi. Sau vài câu trao đổi qua lại, cô gái thấy Ngân Thiết vui vẻ, không có vẻ gì là một kẻ ác ôn, vẻ sợ hãi trên mặt nàng đã giảm bớt phần nào. Ngân Thiết hỏi. Cô tên gì? Một cô gái có nhan sắc như cô tại sao lại sống trong hoang miếu để đến nỗi bị người ta bắt đi như vậy? Tuy là kẻ thích đùa cợt, nhưng Ngân Thiết vốn là chàng trai ngay thẳng, thấy sao nói vậy? Cô gái nghe Ngân Thiết khen mình có nhan sắc, liền đỏ bừng mặt, hồi lâu nàng mới lên tiếng. Tôi họ Tô tên Nguyệt, tôi chỉ ở tạm nơi miếu hoang. Ngân Thiết nghe vậy ngẩn người nghĩ thầm. Ở tạm mà tới 3 năm lận à? Nghĩ thế, nhưng chàng cũng chỉ hỏi. Ở trong miếu hoang cô không sợ sao? Tô Nguyệt lắc đầu đáp. Tôi có vài tỷ nữ, người nào cũng biết võ công cả. Ngân Thiết lại cười nói. Vậy à, có phải hai ả áo hồng áo xanh là tỷ nữ của cô không? Tô Nguyệt ngạc nhiên, gật đầu đáp nhanh. Phải rồi, ân nhân đã gặp họ à? Ngân Thiết gật đầu. Đã gặp và đã đánh với nhau hơn 100 chiêu. Hai tỷ nữ của cô hơi hồ đồ đó, suýt nữa tôi bỏ mạng vì họ. Nói rồi chàng sầm mặt chỉ về phía chỗ người áo đen bị chàng đánh ngã lúc nãy nói. Chính tên này bắt cô chứ không phải tôi. Tô Nguyệt nhìn theo hướng ngón tay của Ngân Thiết chẳng thấy ai, nàng buộc miệng nói. Ai? Ngân Thiết quay lại, không thấy người áo đen đâu, chàng thất kinh nói. Chết để hắn chạy thoát rồi, còn chưa kịp tra hỏi hắn là loại người nào. Chàng vội cúi xuống cắp Tiểu Kê lên, nói với Tô Nguyệt. Tôi phải giao cô cho hai ả tỷ nữ kia, không thôi họ lại tưởng lầm tôi là kẻ đại dâm đại ác bày mưu bắt cô. Quả thật Tô Nguyệt bị Tiểu Kê làm ngất xỉu, sau đó bị người bắt đi, nhưng nàng lại không biết. Lúc tỉnh dậy nàng lại thấy Ngân Thiết cùng với đứa nhỏ xấu xí. Ngoài hai người nàng không thấy kẻ mặc áo đen nào cả, nên trong lòng nàng cũng nghi ngờ mọi việc là do Ngân Thiết bày mưu. Bây giờ lại nghe chàng nói đem nàng giao cho tỷ nữ, thì nàng vội vàng đi liền, sợ gần Ngân Thiết càng lâu càng nguy hiểm. Ngân Thiết dẫn Tô Nguyệt trở về ngôi miếu hoang kia. Đi được nửa đường họ chợt nghe tiếng binh khí chạm nhau xoang xoảng đâu đây. Ngân Thiết liền kéo Tô Nguyệt vào một bụi rậm ẩn núp, chàng đặt Tiểu Kê xuống đất, rồi nói với nó. Người ở đây coi chừng, bảo vệ tiểu thư, nghe chưa? Đứa nhỏ chỉ đưa mắt nhìn Ngân Thiết không đáp, còn Tô Nguyệt thì trợn mắt kinh ngạc, không hiểu đứa nhỏ xấu xí này làm sao có thể bảo vệ được mình. Nàng toan cất tiếng hỏi thì Ngân Thiết đã phóng mình lao đi mất dạng. Chàng lần theo tiếng người đang đánh nhau tới xem có chuyện gì xảy ra. Với thuật khinh công cao siêu tuyệt kỹ, Ngân Thiết nhẹ nhàng như chiếc lá đáp xuống trên một cành cây, ngó xuống.
Phía dưới, giữa khoảng trống giữa khu rừng, chàng thấy hai nữ tỳ của Tô Nguyệt đang đánh nhau với một đám người mặc áo đen. Hai nữ tỳ đang đánh hăng say, tay múa tít trường kiếm hết gạt đỡ, lại công tới đâm lui lanh lẹ vô cùng. Một đám người khoảng chừng 10 tên mà vẫn không sao thủ thắng được. Ngân Thiết ngồi trên cành cây cười thầm. Cái lũ nào mà giữa ban ngày ban mặt lại ăn mặc toàn màu đen, rõ là làm chuyện mờ ám mà muốn người ta phát giác. Mà họ tới đây bắt Tô Nguyệt để làm gì? Tuy đang suy nghĩ, nhưng đôi mắt chàng không ngừng theo dõi các chiêu thức hai bên tung ra đánh với nhau. Hai cô gái tuy ít người nhưng nhờ có kiếm pháp nhanh lẹ nên đủ sức chống đỡ đám người kia. Nhưng nếu trận đấu kéo dài, chắc chắn hai nữ tỳ sẽ bị đuối sức vì địch quá đông. Họ có thể dùng kế liên hoàn đánh với hai tỷ nữ kia. Ngân Thiết lại mỉm cười tủm tỉm, chàng muốn tìm hiểu bọn người kia đang tính giở trò gì, nên muốn ngồi chờ cho tới khi hai ả tỷ nữ đuối sức, sắp thua mới ra tay. Trong khi đó, Tô Nguyệt ngồi ở bụi rậm với Tiểu Kê chờ Ngân Thiết quay lại. Nhưng chẳng bao lâu nàng lại trở chứng tò mò, muốn đi xem chuyện gì xảy ra. Nàng muốn biết tại sao tiếng binh khí khua vang không ngớt và ai đánh với ai. Nàng liền đứng lên lần mò đi về hướng đó. Đứa nhỏ thấy vậy vội níu áo nàng ra vẻ không cho đi. Nàng vội quay lại nói. Ngân Thiết cũng ở đó, nhất định chàng sẽ ra tay bảo vệ chúng ta. Tới đó an toàn hơn là ngồi đây chờ, lỡ có kẻ gian tới đây thì ta và em làm sao chống đỡ nổi. Vừa nói nàng vừa nắm tay đứa nhỏ kéo đi. Tới nơi nàng nhẹ nhàng núp vào bụi cây, hé mắt dòm vào cuộc trường. Nàng thấy giữa bãi trống có hai thiếu nữ áo xanh và áo hồng đang đấu nhau với một đám người vận y phục đen. Nàng căng mắt nhìn kỹ hơn thì nhận ra hai cô gái kia là tỷ nữ của mình. Nàng hoảng hốt la khẽ. Trời, thì ra là Khả Thanh và Tiểu Hồng đang đánh nhau. Bọn kia là ai, tại sao lại muốn hại chúng? Tuy nàng nói nhỏ với chính mình, nhưng hai nữ tỷ chợt nghe thấy liền reo lên. Tiểu thư. Trong lúc vui mừng, hai người vô ý nới lỏng kiếm chiêu. Kiếm khí không còn mãnh liệt như lúc trước. Bọn người áo đen lợi dụng cơ hội đó, nhất tề xông tới hiệp lực tấn công hai cô gái làm cho hai người phải thối lui luôn 5-6 bước. Ngân Thiết ngồi trên cây thấy thế vội vung tay ném đá cứu nguy cho hai tỷ nữ của Tô Nguyệt. Thấy có người cứu ra tay giúp hai cô gái, làm hỏng chuyện cả bọn áo đen liền dừng tay ngó lên thì phát hiện ra một chàng trai anh Tuấn ngồi vắt vẻo trên cây, miệng cười tủm tỉm như đùa cợt với chúng. Bất chợt một tiếng nói trong trẻo vang lên. Đánh lén người khác xứng đáng làm nam nhi đại trượng phu hay sao? Ngân Thiết giật mình quay đầu tìm người vừa phát ra tiếng nói vừa rồi. Từ trong cánh rừng xuất hiện một chiếc kiệu hoa do bốn tên võ sĩ thân hình lực lưỡng khiêng như đang bay chạy vào. Ngân Thiết cười cười nói lớn. Ta đâu có đánh lén. Chỉ là mấy hòn đá trên tay ta thấy bọn người kia ỷ đông hiếp đáp hai nữ nhi yếu đuối. Chúng bất bình nên mới bay ra làm việc nghĩa hiệp. Người trong kiệu lại nói. Đàn ông mà nhiều mồm mép như vậy thường là những kẻ có tâm bất chánh. Ngân Thiết lại cười. Ta là người thích sự an lành, không muốn động tay động chân, nên chiêu đầu tiên ta thường sử dụng là cái miệng. Cũng tốn khá nhiều công lực, võ nào cũng là võ, như vậy đâu có dính dáng gì tới tâm chánh hay không chánh. Chiếc kiệu kia chạy đến bãi đất trống giữa rừng thì dừng lại. Một tên kiệu phu bước tới vén màn kiệu lên. Từ trong kiệu bước ra một mỹ phụ mặt hoa da phấn, dáng điệu khoan thai. Mỹ phụ đưa mắt liếc Tô Nguyệt một cái, rồi lại ngẩng đầu lên nói với Ngân Thiết. Nếu là người đàng hoàng ngay thẳng, hãy xuống đây nói chuyện với ta. Ngân Thiết nheo mày một cái, rồi phi thân bay xuống đứng ngay trước mặt Mỹ phụ. Chàng gái đầu cười cười nói. Giữa ta với bà có chuyện gì đâu mà nói. Mỹ phụ ôn tồn hỏi. Ngươi có thể cho ta biết danh tánh, để xưng hô cho tiện được không? Ngân Thiết chỉnh lại sắc mặt cho vẻ nghiêm trọng, rồi nói to. Ta là ta, vô danh tiểu tốt không dám xưng tên báo danh với một người cao quý như bà. Thật ra Ngân Thiết và bốn người trong nhà là những kẻ đang lẩn tránh kẻ thù. Đối với giang hồ võ lâm, họ có thể nói là những kẻ có võ công cao siêu, nhưng đối với kẻ thù thì cả năm người hợp lại cũng chẳng phải là đối thủ.
Chàng sợ nói ra danh tánh cho nhiều người biết sẽ bị bại lộ tung tích, nên cố tình tránh né câu hỏi của Mỹ Phụ. Mỹ Phụ mỉm cười, dịu dàng nói. Ngươi sợ à? Ngân Thiết cũng cười mỉm đáp lại. Phải, ta sợ những người ngoài mặt ôn nhu, nhưng trong bụng nuôi đầy rắn độc. Mỹ Phụ không lấy thế làm tức giận, vẫn ôn hòa, mỉm cười nói. Nếu ngươi sợ tại sao lại xen vào việc của người khác? Ngân Thiết hừ một tiếng, lên giọng nói. Đã nói rồi, ta đâu xen vào việc của người nào. Lúc nãy là do mấy hòn đá trong tay ta thấy chuyện bất bình mới tự động bay ra. Mỹ Phụ ồ lên một tiếng rồi nói. Ta quên, nếu vậy ngươi hãy nói những hòn đá của ngươi đừng xen vào chuyện người nữa được không? Nếu chúng cứ xen vào chuyện người thì hậu quả không lường được đó. Không đợi cho Ngân Thiết lên tiếng trả lời, Mỹ Phụ đưa mắt nhìn về bụi rậm Tô Nguyệt đang núp nói lớn. Nguyệt Nhi, tại sao còn chưa chịu lộ diện? Không có tiếng trả lời. Tô Nguyệt lẫn Tiểu Kê không biết biến đâu mất. Mỹ Phụ liền phẩy tay một cái, mấy tên đại hán bận y phục đen liền lao đến bụi rậm. Tức thì hai nữ tỷ liền nhảy ra cản đường chúng. Mỹ Phụ liền quát lên. Khả Thanh, Tiểu Hồng, ngươi dám. Hai thiếu nữ áo xanh áo hồng không đáp mà chỉ đứng thủ kiếm cản đường đám người áo đen. Mỹ Phụ khẽ hừ lên một tiếng, rồi vung tay một cái nhẹ, lập tức một luồng kình phong ào ào bay tới bụi rậm có Tô Nguyệt và Tiểu Kê ẩn núp lúc nãy. Hai nữ tỷ thấy thế vội la lên. Tiểu thư! Hành động của Mỹ Phụ quá nhanh, Ngân Thiết và hai nữ tỷ chưa kịp trở tay ngăn trở thì bụi cây đã bị cơn kình phong bứng tung cả rễ, bốc lên cao 5 trượng rồi rớt xuống. Ngân Thiết đứng kế bên Mỹ Phụ trợn mắt sợ hãi lo cho tính mạng của Tô Nguyệt và Tiểu Kê. Nhưng sau đó chàng thở phào nhẹ nhõm, lấy lại bình tĩnh ngay, vì sau bụi cây không có một bóng người. Ngân Thiết trầm giọng nói với Mỹ Phụ. Đã lên tiếng kêu gọi thân mật, tại sao lại ra tay quá mạnh như vậy? Mỹ Phụ đanh mặt nói. Chuyện nhà ta không mắc mớ gì đến ngươi. Ta đã có lòng tốt khuyên ngươi đừng xen vào. Nếu không nghe chớ trách ta độc ác. Ngân Thiết hét toáng lên. Chuyện nhà bà ai thèm can vào, bà vừa ra tay ám toán thằng em nhỏ xíu của tôi. May cho bà là nó không có ở đó, nếu không tôi phanh thây xé xác bà, bầm nát cho chó ăn mới hà giả. Mỹ Phụ cau mày hỏi lại. Còn có một thằng nhỏ nữa sao? Ngân Thiết đáp cộc lốc. Phải. Mỹ Phụ bật cười khanh khách nói. Một thằng nhỏ thì có xá gì? Rồi mụ quay sang nói với bọn tùy tùng. Hãy đi tìm Nguyệt Nhi cho ta. Tức thì bọn áo đen lẫn bọn võ sĩ nhích đồng thân hình. Hai tỷ nữ vội vàng lao tới ngăn cản, nhưng hai nàng chỉ chặn được vài tên áo đen, còn bọn võ sĩ khiêng kiệu thì không sao cản nổi. Ngân Thiết cũng nhích đồng thân mình, chàng vừa mới tiến lên được nửa bước đã bị Mỹ Phụ phất trường cản lại. Trước tình thế cấp bách, Ngân Thiết không còn thời giờ suy nghĩ bèn vung trường chống đỡ ngọn trường của Mỹ Phụ. Một tiếng ầm vang lên, hai người lùi lại 2 bước, Ngân Thiết cảm thấy toàn thân rúng động. Chàng trụ thân đứng vững lại, liếc mắt nhìn về phía Mỹ Phụ thấy bà ta có vẻ biến sắc. Luận về chiêu vừa rồi thì hai bên tương đồng, không ai thắng ai thua. Nhưng về phần Ngân Thiết, trong lòng chàng hơi lo, chàng không ngờ một người đàn bà lại có thể đấu trường ngang cơ với chàng như vậy. Từ trước tới giờ bà vẫn thường nói võ công của 4 huynh đệ chàng chỉ thua Ngô Khả Sinh, vì lão tà đã luyện được một loại thần công quái lạ dùng những bóng người ăn mặc luộm thuộm vô giác vô tử. Mà Ngô Khả Sinh lại là kẻ thù của họ, luôn phái những cái bóng luộm thuộm kỳ quái truy tầm đuổi giết họ. Họ đã từng dùng mọi cách để tiêu diệt chúng nhưng vẫn không thắng nổi một bóng. Về sau bà còn khám phá ra bóng luộm thuộm còn có thể hút sinh lực người sống làm sinh lực, sức mạnh của chúng. Như vậy, võ công kẻ thù càng ngày càng tăng tiến. Vừa rồi, sau khi đối trưởng với Mỹ Phụ kia, chàng không chiếm được tiên cơ, đâm ra chàng nghi ngờ khả năng của mình. Chàng nghi võ công của mình đã không tiến mà còn thụt lùi, đánh không thắng một nữ nhân. Nhưng chàng có biết đâu chiêu đối trưởng vừa rồi, chàng chỉ sử dụng 6 thành công lực mà Mỹ Phụ ra chiêu đầu tiên đã sử dụng tới 10 thành, vì cố ý muốn sát hại chàng nhanh chóng.
Đang trong lúc Ngân Thiết còn đang ngỡ ngàng, bối rối, bỗng một tiếng thét của một nữ tỳ vang lên. Một bóng hồng ngã xuống như cây đổ. Nữ tỳ mặc áo xanh trở nên cuống quýt vung kiếm chống đỡ đám người áo đen và một tên võ sĩ. Bọn võ sĩ đã trở về. Một tên đã vào giúp sức bọn áo đen. Còn ba tên đang đứng giữ chặt Tô Nguyệt. Chúng bất động như đang chờ lệnh của Mỹ Phủ. Tô Nguyệt đã bị bắt, vậy thì Tiểu Kê đang ở đâu? Ngân Thiết trong lòng bất an. Chàng vội vàng chuyển mình đi tìm. Nào ngờ Mỹ Phụ lại phất trưởng ngăn cản. Ngân Thiết vừa lo cho Tiểu Kê vừa bực tức Mỹ Phụ kia. Chàng muốn ra tay hạ thủ với bà ta càng nhanh càng tốt. Bèn rút khúc gậy bạc sau lưng ra vung lên. Nên nhớ khúc gậy bạc của chàng có thể thu ngăn kéo dài tùy ý. Lúc mới rút ra lúc nào cũng ngắn cùn khoảng 2 tấc. Gậy càng dài thì ánh sáng tỏa ra càng chói mắt và chiêu thế càng hiểm ác hơn. Mỹ Phụ vừa trông thấy ánh sáng lóe lên từ khúc gậy bạc liền lộ vẻ kinh ngạc kêu lên. Ngân Bổng, chẳng lẽ... Nói rồi bà ta tung mình tránh né khúc gậy bạc của Ngân Thiết. Vừa tránh mù vừa ra lệnh cho bọn thuộc hạ. Đi thôi. Tiếng nói chưa dứt thì phía bên kia một tiếng rú vang lên, tiếp theo là một bóng ảnh màu xanh bị bắn tung lên như diều đứt dây, bay thẳng vào một gốc cây. Ngân Thiết tai nghe Mỹ Phụ ra lệnh cho thuộc hạ rút lui, còn mắt thấy một nữ tỳ của Tô Nguyệt sắp tuyệt mạng. Chàng không kịp suy nghĩ thuận đà phóng người tới đón bắt ả tỳ nữ kia, ngăn cản không cho nàng đập vào thân cây. Chụp được nữ tỳ áo xanh, chàng vội đặt ả xuống đất, ngẩng đầu ngó lên thì Mỹ Phụ cùng Tô Nguyệt và bọn thuộc đã biến đâu hết. Ngân Thiết vội tung người lên toan rượt theo, nhưng chàng sực nhớ đến Tiểu Kê. Chàng lại quay người gọi vang. Tiểu Kê, ngươi ở đâu? Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gọi của chàng dội vào cây vào vách đá vang lại. Ngân Thiết bực mình rủa. Tiểu quỷ, ngươi trốn ở đâu? Sao không lòi mặt ra cho ta thấy? Vừa gọi vừa rủa, Ngân Thiết vừa sục sạo khắp bụi cây, lùm cỏ xung quanh đó, chợt chàng thấy một cái bóng nhỏ xíu ngồi xếp bằng như mấy nhà sư đang ngồi thiền nhập định trong một bụi cây, hai con mắt mở thao láo. Không những mắt nó thất thần, mà sắc mặt nó cũng hơi tái tái xám xám, nhìn đứa nhỏ càng quái dị làm sao. Ngân Thiết mừng rỡ chạy đến, xốc nó lên nói. Hừ, ta đi tìm ngươi mà ngươi núp ở đây. Tại sao ngươi không chạy ra cho ta khỏi mất công tìm kiếm? Bỗng Ngân Thiết cảm thấy tay mình giờ trúng một thứ gì nhờn nhợt, vội đưa mắt ngó xuống thì thấy một vệt đỏ như máu đang nhỏ tong tong từ chân đứa nhỏ. Thì ra Tiểu Kê đã bị thương. Chàng trai gầm lên tức giận quát. Bọn khốn nạn, một đứa nhỏ mà cũng không tha. Rồi tụi bây sẽ biết tay ta. Khôn hồn thì lo mà trốn, nếu để ta gặp được tên nào ta xé xác tên đó. Miệng thì la nhưng tay chàng lại hấp tấp xé áo băng bó cho Tiểu Kê. Băng bó cho đứa nhỏ xong, chàng lại chạy đến xem xét hai ả tỷ nữ. Ả áo hồng thì đã tắt thở từ lâu. Còn ả áo xanh thì bị thương nặng. Chỉ còn thoi thóp thở. Ngân Thiết ngước mặt nhìn trời thấy ông mặt trời sắp lặn, bóng tối cũng đang chuẩn bị kéo đến. Chàng vội vác nữ tỳ áo xanh lên vai, còn tay kia kẹp Tiểu Kê dưới nách, phi thân chạy xuống núi trở về trấn Sơn Đông. Chàng không quên đưa mắt ngó xung quanh, lắng tai nghe để ý xem có kẻ nào lén theo dõi mình. Tới gần trấn chàng không dám xông thẳng vào, mà đợi đến khi trời tối mới trổ hết bản lĩnh khinh công truyền từ mái nhà này qua mái nhà khác như một bóng quỷ chập chờn trong không gian. Chàng sợ nếu vác ả nữ tỳ đang bị thương gục gặc như xác chết đi thẳng vào sẽ có người tò mò hoặc nghi ngờ mà đi báo quan.